bao lâu rồi mấy nhỏ mèo nhà mọi người không có một cái món đồ chơi nào mới hết. Mèo nhà mình là chắc long tham mà go lắm luôn rồi đó. Bị cái tâm lý á, là cứ đem đồ chơi mới về tụi nó không chơi bỏ ổ. Thà lấy cái tiền sắm đồ chơi rồi mua đồ ăn cho nó phải ngon hơn không? Cứ vậy không đó. Rồi ngày qua ngày tụi nó tự nhìn mặt nhau, tự đấm nhau, tự chơi với nhau thôi. Chứ còn cái gì để chơi nữa đâu. À quên, còn con sen. Lâu lâu nó buồn buồn nó cũng quay qua nó đấm con sen nhẹ một cái nha. Nhân cái dịp mà hôm bữa mèo nhà mình nó bị cái cằm chấm chấm đen đen tùm lum, xong rồi mình hỏi mọi người cách xử lý. Mọi người chỉ mình mua cây lược chảy gần giống gì nè để chảy cằm cho tụi nó. Mua cây lược thôi thì cái đơn đó chưa có đủ để free ship, nên là lúc đó mình chọn đại thêm một cái cục đồ chơi bông hoa ong bướm gì đó, chủ yếu là để được free ship thôi chứ cũng không phải là để yêu thương gì tụi nó, chăm lo đời sống tinh thần đâu. Ấy vậy mà cái cằm thì bây giờ không biết có hết rẻ hay không, nhưng cái cục đồ chơi bông hoa ong bướm thì nó rất là khoái nha. Cục này mình nhớ đâu nó có tầm 30 cành à. Lắp một cục pin nhỏ nhỏ này vô vậy đó, rồi bấm nút xong rồi nó quay vòng vòng vòng. Mà mình phải nói đây là cánh bướm nghị lực nhất mà mình từng thấy nha. Lúc mà móc cái con bướm này ra cho tụi mèo nó chơi, mình nghĩ sẵn trong đầu là dòng đời của con bướm này chắc chưa được 5 phút đâu. 12 con mèo xúm nhau nó dập thì bướm nào mà chịu cho nổi. Thấy vậy mà nó sống được 2 ngày rồi nghe. Dù là mấy con nhỏ mèo nó có bắt có chụp kiểu gì đi nữa thì cánh bướm chỉ hơi lát thôi chứ vẫn tiếp tục tung bay hen. Tự nhiên nhìn cái cách mà nguyên một đám mèo nó tập trung vô cái cục bông hoa ong bướm này, mình thấy tội nghiệp tụi nó quá à. Xui rủi làm mèo của con sen khùng, đã khùng rồi còn nghèo nữa. Đơn vị tiền tệ tối ngày nó cứ quy ra ba tê với hạt không à. Làm gì mà có vụ đồ chơi. Thôi giờ có cái cục này thì chơi đỡ đi nghe. Vài bữa mà con sen nó tìm ra được cái cục nào ghẻ ghẻ vui hơn rồi nó múc về tiếp cho.